Ông Thiệu trả lời chúng tôi biết, với tư cách một tướng lãnh, một quân nhân, cái cách nào nói khác hơn khi ông bỏ tất cả quân đội chiến hữu và nhân dân của ông trên một chiếc máy bay của Mỹ, ông đi bôn tàu ra bảy quốc. Hành vi đó gọi cách nào khác hơn là đào ngũ tại mặt trận. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng tôi muốn hỏi ông tướng Thiệu và ông cựu tổng thống Thiệu là ông có nhận trách nhiệm về việc rút cao nguyên Ban Mê Thuột và từ đó dẫn tới cuộc tan hàng, chết hàng mấy trăm ngàn dân chúng để ông thực hiện chỉ thị của Mỹ và làm mất nước trong tay cộng sản hay không? Tôi cảm ơn ông. À, quý vị để cho tôi trả lời. Trước hết là quý vị cho lại im lặng để tôi trả lời. Chúng tôi xin tất cả quý vị im lặng. Trước hết là tôi không biết cái bà hồi nãy đó vì cái lý do gì, chắc cũng bà có một cái nỗi khổ tâm gì lắm, bà mới có những cái hành động tức giận như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi rất thông cảm cái chuyện đó. Trong cái hoàn cảnh một cá nhân nào khi mất tất cả cũng phải có thể có những cái ngôn ngữ hay là những cái thái độ như vậy, tôi thông cảm. Để trả lời cái câu hỏi thứ nhất của ông báo chí, tại sao tôi ra đi, tôi đã trả lời cái câu hồi nãy rồi. Nhưng mà tại sao tôi từ chức? Bởi vì quý vị chỉ thấy tôi ra đi á, thì nói tôi đào nhiệm, chứ còn nói cái tôi từ chức đó, chính tôi cũng thấy tôi đã làm không tròn bổn phận rồi đó. Tuy nhiên, khi ở trên một cái cương vị lãnh đạo quốc gia, chứ không phải ở cương vị của một trung tướng chỉ huy ở ngoài mặt trận mà thôi, thì cái đó dễ. Ở cương vị một vị lãnh đạo quốc gia, quý vị có thấy rằng trước khi ký hòa đàm Ba Lê, sau khi ký hòa đàm Ba Lê, chính tôi đã chịu bao nhiêu áp lực của dư luận thế giới và dư luận trong nước. Và với cái sự tuyên truyền sách động đầu độc của cộng sản là còn ông Thiệu không còn hòa bình, ông Thiệu không ký hiệp định là không có hòa bình, còn ông Thiệu là còn chiến tranh. Đối với ngoại quốc, tôi là một cái người chủ chiến, cái mà ngoài lo hót đủ hết. Còn nói về viện trợ, không ký hiệp định là cúp viện trợ, không ký hiệp định thì người Mỹ ký riêng và ông không có viện trợ tiếp theo. Cho nên ở trong cái hoàn cảnh và cái nhiệm vụ của tôi, cái đó cũng là cái trách nhiệm của tôi với cương vị tổng thống, tôi không có một cái sự lựa chọn nào khác. Tôi đã làm tối đa những cái gì tôi có thể. Khi mà một cường quốc hứa với tôi, hứa với quốc dân Việt Nam là nếu như ký hiệp định hòa bình, hợp tác với Hoa Kỳ để ký hiệp định hòa bình, thì có cái sự tiếp tục viện trợ về quân sự đầy đủ, có cái sự tiếp tục về viện trợ kinh tế đầy đủ để đánh giặc chống cộng, có một cái sự tiếp tục viện trợ kinh tế để nuôi dưỡng nhân dân và nuôi dưỡng quân đội, và có một cái sự phản ứng mãnh liệt của Hoa Kỳ khi mà cộng sản vi phạm hiệp định Ba Lê. Thì quý vị nghĩ coi, cái đầu tiên đó là cộng sản thách thức Mỹ là lấy Bình Long, lấy Phước Long và lấy Tống Lê Chân, sau đó lấy bản Bệ Thuộc, không có cái phản ứng của Mỹ. Trong khi đó là viện trợ của chúng ta từ 1 tỷ mấy xuống còn mấy trăm triệu, rồi còn bị cúp đi cúp lại. Viện trợ quân sự thậm chí đánh đổi quân đội của mình, mất hết 75% tiềm năng chiến đấu. Cái đó là trước khi biết những cái dự kiện đó, là tôi đã có những cái dự kiện từ chính phủ, từ quân đội, tôi mới lấy một cái quyết định là để ký hiệp định Ba Lê. Và sau đó tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng những cái gì mà Hoa Kỳ cam kết với nhân dân Việt Nam. Chính vừa rồi đây ông tổng thống Nixon có nói nếu như không có cái vụ Watergate thì cái tình trạng Việt Nam không có đến nỗi như vậy. Chúng ta có tin hay là không tin,
Cái đó là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ làm việc trên cái sự kiện là người ta cúp viện trợ quân sự, cúp viện trợ kinh tế, ngoại giao thì áp lực và không có phản ứng mạnh liệt. Trong lúc đó Nga, Xô và Trung Cộng thì tăng cường viện trợ cho Cộng sản, và họ thừa thắng xâm lên để xâm chiếm miền Nam và đặt thế giới và Hoa Kỳ trước một cái việc đó rồi. Cho nên tôi phải từ chức. Cái hành động mà tôi từ chức ngay cái lúc đó, tôi chính tôi cũng đã thấy khó chịu rồi. Nhưng mà vì tôi không có một cái sự lựa chọn nào, nếu như tôi còn ngồi thì tôi mang cái tội với nhân dân là vì ông còn ngồi mà Mỹ không viện trợ. Bởi vì ai cái đấy cũng được cho hiểu như vậy. Vì ông còn ngồi mà Việt Cộng không thương thuyết, phải có Dương Văn Minh lên mới được thương thuyết. Vì ông còn ngồi mà chiến tranh còn triền miên, đây rồi sẽ chết chóc. Tôi thấy lịch sử sẽ chứng minh cái đó trúng hay trật, cái đó để lịch sử và nhân dân. Nhưng bổn phận của tôi là một tổng thống, lúc đó tôi phải ra đi. Còn cái chuyện mà hồi nãy đào ngũ hay không, tôi đã trả lời rồi. Về cái chuyện rút cao nguyên hay là rút miền Trung, tôi đã làm một ông tổng thống, một ông tổng tư lệnh. Tôi không có làm một cái gì đơn độc. Quý vị ra ngoài này cũng biết một ông tổng thống Hoa Kỳ cũng là tổng thống, cũng tổng tư lệnh. Trước khi ông làm cái gì có Hội đồng An ninh Quốc gia, có Tổng tham mưu trưởng, có các tướng lãnh, có tư lệnh vùng, có tư lệnh các quân binh chủng. Ông tổng thống không lấy một cái quyết định đơn phương. Cho nên dầu là quyết định gì, cũng như cái hồi Tết Mậu Thân hay là mùa hè đỏ lửa mà tôi lấy lại Quảng Trị trong vòng mấy tháng cho xong, là thừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ, quý vị còn nhớ. Cái thắng cũng như cái bại đều có những cái quyết định chung. Còn có nhiều cái dữ kiện chiến trường mình không có đoán trước được. Cho nên ai không lãnh trách nhiệm, ai có đề nghị sai mà tôi đã nghe, ai có đề nghị trúng mà thắng, mà ai đề nghị sai mà tôi cái đó mà bại, thì tất cả cái đó tôi lãnh hoàn toàn trách nhiệm. Đừng có hỏi về một cái chuyện cao nguyên là quản trị mất công. Chúng tôi xin quý vị báo chí Pháp Quốc Tổng Hoài. Dạ, xin ông tự động để nói danh tánh và báo của mình. Tôi xin theo đúng quy định, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lưu Đình Vong, cựu thiếu tá thủy quân lục chiến tiền hai Châu Điên, cựu phế binh và đúng ngày Tổng thống Thiệu từ chức, và hiện nay là chủ bút tuần báo Diều Hâu tại Hội đồng Cao Trị. Chúng tôi xin hỏi ông Nguyễn Văn Thiệu, cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, cựu Tổng tư lệnh tối cao quân đội, cựu Trung tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một câu hỏi duy nhất, và câu hỏi này chỉ được cần trả lời có hay không mà thôi, để khỏi mất thì giờ cho các bác khác hỏi. Chúng tôi xin hỏi ông Nguyễn Văn Thiệu một câu, là khi ông từ chức Tổng thống thì đó là hợp hiến, theo như ông nói thì chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý trên quan điểm của Hiến pháp và tổ chức Quốc hội cũng như các luật định. Ông đã tổ chức một cách hợp hiến. Tuy nhiên, chúng tôi xin hỏi một câu, là cho tới phút chót khi ông rời Việt Nam Cộng Hòa ra đi, thì ông có được Tổng trưởng Quốc phòng thời đó ký lệnh giải ngũ cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu hay không? Câu hỏi trả lời chỉ cần có và không mà thôi. Tôi xin trả lời. Thưa quý vị, cho tôi trả lời. Khi mà đã rời cái quân đội để làm tổng thống đó, thì đương nhiên coi như là rời bỏ quân đội. Còn cái sắc lệnh mà giải ngũ hay không, tôi nói thiệt với anh là lúc đó đã làm tổng thống rồi, tôi cũng không có để ý tới là có cái sắc lệnh đó hay không. Không, không, đấy, đấy. Cho tôi trả lời tiếp. Dầu cho không có cái sắc lệnh đó, dầu cho không có cái sắc lệnh đó, tôi hỏi anh thật tình một câu. Với một cái cương vị tổng thống, tổng tư lệnh mà ông tổng trưởng quốc phòng, dưới quyền tôi từ chính phủ cho tới quân đội, Tôi biểu ông ký hồi nào là không được, tôi điều chỉnh cái nào là không được. Nhưng mà tôi đã nói rằng, dầu có sắc lệnh mà tôi ra đi, hay là không có sắc lệnh tôi ra đi, thì cái đó là tôi lãnh cái trách nhiệm đó, chứ đừng có đặt cái vấn đề sắc lệnh không sắc lệnh. Chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng là người chỉ huy trận đánh cuối cùng tại Sài Gòn.
ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau đó đi tù 10 năm, đào thoát và vượt biên qua đây. Năm rồi, tháng 9 và tháng 10, trong nghiệp vụ truyền thông, tôi có trở về Việt Nam 2 lần, được dịp tiếp xúc với bạn bè đồng ngũ từ trong các trại tị nạn, trại tù cộng sản và đồng bào đau khổ trong nước. Họ cũng đồng quan điểm với tôi để đặt những câu hỏi sau đây đối với Tổng thống là người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa sau cùng. Câu hỏi thứ nhất, đào ngũ trong thời chiến. Tôi xin yêu cầu quý vị xin ngưỡng chỗ này là bởi phải được muốn đem ra xử bắn hay không. Xin quý vị vui lòng bình tĩnh. Xin vì quý vị trong ngày vào cuối cùng tôi chiến đấu tại Sài Gòn, tôi không thấy mặt Tổng thống. Mặc dù Tổng thống có nói với quốc dân, có nói với quân đội là sẽ trở về quân đội với một tay súng. Câu hỏi thứ hai, chúng tôi xin phép chỉ mỗi người đặt một câu hỏi, bởi vì đây là câu hỏi của toàn thể anh em ở quốc đội. Câu hỏi thứ hai, nhân dân Việt Nam nói rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất giàu. Tôi cũng nghĩ như vậy, vì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có rất nhiều tiền bỏ trong các nhà băng Thụy Sĩ và những bất động sản rải rác khắp nơi trên thế giới. Từ 15 năm qua, Tổng thống có yểm trợ một đồng nào cho các phong trào phục quốc, cho đồng bào đau khổ hoặc đồng bào đang đói ở các trại tị nạn cộng sản ở Đông Nam Á hay không? Cái câu hỏi thứ nhất, anh nói rất đúng. Tôi không có chối những cái gì tôi nói. Cái lúc tôi từ chức, tôi có nói công khai trước nhân dân là tôi đặt thuộc quyền sử dụng tôi cho Tổng thống Trần Văn Hương, và tôi không làm Tổng thống, tôi cũng làm được một chiến sĩ, và tôi tự nhiệm cho tôi không có đào ngũ. Tôi không khi nào chối 3 lời đó. Bây giờ tôi xin giải thích, đồng bào có hiểu, có chấp nhận hay không chấp nhận cái đó tùy đồng bào. Nhưng tôi là thế nào thì tôi nói thế đó. Sau khi ông Tổng thống Trần Văn Hương lên thì ông bị rất nhiều áp lực, một cái áp lực của người ngoài phải chấp nhận một cái sự thỏa hiệp về chính trị, chứ còn không có hy vọng gì vào một cái sự can thiệp về quân sự như tôi đã yêu cầu hay là như đã được hứa. Và cái áp lực đó đi dẫn tới một cái chuyện là không thể dùng tôi vào một cái việc gì. Và họ còn nói rằng chính phủ Hương mà ông Thiệu còn ngồi thì cái đó là một cái chính phủ Thiệu mà không có Thiệu. Thứ gì, tôi có nói về cụ Trần Văn Hương. Tôi nói, tôi nghĩ rằng trước sau gì cụ cũng phải đi tới một cái chính phủ liên hiệp. Đó là cái chiều hướng cụ sẽ bị ép buộc. Cũng như nếu tôi còn, tôi cũng sẽ bị ép buộc. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể nào tôi chấp nhận cái chuyện đó. Mà cụ có chấp nhận, cái đó là cái quyền tổng thống của cụ. Và nếu như cụ thấy cụ làm được mà giảm thiểu được cái chuyện chết chóc thì cụ cứ làm. Nhưng mà cụ để cho tôi đi, tôi đi, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chính phủ liên hiệp này nó không tồn tại. Bây giờ không khi nào tôi tin tưởng nên một cái chính phủ liên hiệp mà có thể làm việc được trong mấy tháng, thì khi đó tôi nghĩ rằng cái tình hình nó sẽ biến chuyển và cuộc chiến tranh nó sẽ bùng lại, thì lúc đó tôi sẽ trở về, tôi giúp cụ. Đó rất là rõ ràng.
Cho nên ngay bây giờ, nếu như tôi là một người hèn nhát, nếu như một người trốn trách nhiệm luôn, mà một người coi tự mình cũng như là bỏ xứ ra đi là đào ngũ luôn và không làm gì hết để hưởng thụ tiền bạc hay là tuổi già, thì tôi không có ra tôi tranh đấu bây giờ. Mà khi tôi ra tôi tranh đấu bây giờ, tôi biết tôi phải đương đầu với những cái chuyện khó khăn vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi là người đã lãnh hết trách nhiệm trước, không có lý do gì mà tôi không dám lãnh một cái trách nhiệm sắp tới, bởi vì bổn phận lương tâm của tôi bảo tôi phải làm như vậy. Tôi sẽ dấn thân vào cái công cuộc đấu tranh này, không giành chức vị quyền lợi như tôi đã nói, cho đến cái ngày tôi không còn đấu tranh được nữa. Về cái chuyện tiền bạc, giờ tôi chỉ nói, tôi sẵn đây tôi cũng nói luôn. Cái câu hỏi người ta hỏi chứ, ông có đem 16 tấn vàng đi không? Giờ quý vị cứ hỏi ông Nguyễn Văn Hảo đó. Chính ông Nguyễn Văn Hảo ở lại, ông lên trên TV, ông kể công, ông dân công với chính phủ cộng sản là chính nhờ ông mà giữ lại được tất cả tài sản quốc gia. Thứ nhì là cái chuyện mà có chở vàng đi hay không là cái chuyện quý vị đừng có quên rằng sau tôi còn có ông Hương, sau tôi ông Hương còn có ông Minh. Một ông tổng thống ra đi đó không lấy được một cái hồ sơ, chứ đừng có nói chuyện mà tới 16 tấn vàng. Tôi đem vô quốc gia nào đó thì quốc gia đó tịch thâu, mà tịch thâu đó thì chắc chắn không có kín đáo đâu. Như quý vị đã thấy nhiều cái gương, không có cái gương nào mà kín đáo, không có cái gì kín đáo hết. Mà nếu như mà tôi nhân danh cho một cái chính phủ nào giàu cho ông Hương, mà nhân danh cho một ông tổng thống mà đem vàng của chính phủ mà lấy ra gửi cho ngoại quốc á, thưa thiệt với quý vị, chính quyền cộng sản là một cái chính quyền hợp pháp và được quốc tế nhìn nhận. Họ có quyền, họ có quyền đòi cái số vàng đó, họ có quyền đòi cái số vàng đó, dù là của tư nhân mà ăn cắp của nhà nước, hay là dù của chính phủ trước mà đem gửi cho một chính phủ nào, họ có quyền đòi về, chứ họ không có khi nào họ để yên. Bây giờ quý vị cái về Sài Gòn mà hỏi cộng sản đi, tôi có mấy ông bạn ra hỏi nói trời ơi, chính ở Sài Gòn cộng sản nó còn không nói tổng thống đem vàng mà ở ngoài này cứ nói hoài. Tôi nói thì cái chuyện đó rất buồn, cộng sản không nói mà người quốc gia mình cứ đem ra nói hoài. Còn cái tài sản cá nhân tôi đó thì cái chuyện đó, nếu như tôi có làm cái gì mà như mấy cái truyền đơn biểu ngữ tâm thư đồ bữa trước nơi này mà nói nào là ma túy đó, là những cái cáo trạng đó làm cho tôi tưởng nhớ đến những cái gì nó xảy ra trước cái ngày mất nước. Và tôi nghĩ rằng sau 15 năm đồng bào ra hải ngoại, đồng bào đọc nhiều sách nhiều vở, đồng bào có thì giờ nghiên cứu tình hình, so sánh cái chuyện đất nước mình với những cái tình trạng của tất cả các quốc gia khác, đã thấy rằng cái nguyên nhân mà mình bị bỏ rơi là vì đâu, nguyên nhân mất nước của mình, trách nhiệm đương nhiên là về mình, nhưng mà nó cũng có những cái nguyên nhân sâu xa thầm kín của nó mà mình bất khả cưỡng, là bởi vì mình chịu một cái sự nô lệ về viện trợ, cũng như Bắc Việt chịu một cái sự nô lệ về viện trợ, bây giờ bị cường quốc bỏ, thì chúng ta lúc đó cũng bị một cái sự nô lệ về viện trợ, rồi cũng bị một cường quốc bỏ. Không phải chúng ta, sau Việt Nam còn cái gì? Và bao nhiêu sách vở để chứng minh cái đó, làm cho tôi tưởng tượng những cái chuyện, tôi hồi tưởng lại những cái chuyện xảy ra trước ngày 75 mà trong theo trong các cái sách vở sao nó giống quá. Và trước sau gì đồng bào cũng hiểu từ đâu nó có những cái đó. Còn nếu như tôi làm cái gì bậy bạ về ma túy, về buôn lậu này kia, thì tôi đã ở Anh mười mấy năm nay, tôi qua Mỹ rất thường, tôi ở hầu hết 11 tháng trong một năm. Không có cái chính quyền nào để yên cho một người buôn lậu ma túy mà đi ra đi vô dễ dàng đi nói chuyện như thế này đâu. Thành ra tôi nói rằng đây là ngàn năm một cơ hội, ngàn năm một thở,
Nếu như cái người cộng sản ý thức được cái chuyện dân tộc thì họ cùng với người quốc gia lấy cái căn bản nhân dân xây dựng lại dân tộc. Đây là ngàn năm một thở, nhân dân Việt Nam hai miền từ trước tới nay đối chọi nhau, bây giờ có thể giành lại cái quyền tự quyết của mình, lấy phương tiện của mình, lấy sức mạnh đấu tranh của nhân dân mình mà thể hiện cái sự hãnh diện quốc gia, cái tinh thần dân tộc, cái tự ái dân tộc, mà để tránh dần dần, tránh luôn những cái sự nô lệ đối với ngoại viện, và để tránh cái sự mà người ta sử dụng mình cả nam lẫn bắc như là những con cờ trong một cái ván cờ phục vụ quyền lợi cho họ. Tôi sẵn sàng trả lời hai câu hỏi nữa để cho kia là không gọi tôi thỏa mãn hoàn toàn quý vị, nhưng mà ít ra cũng không đến nỗi mà nó cục hứng quý vị đi. Cho nên hỏi hai câu nữa tôi sẵn sàng, hãy trả lời được tôi trả lời sau. Kính thưa ông diễn giả, tôi là Du Miên, cựu phóng viên chiến trường, hiện bây giờ và suốt 15 năm qua chúng tôi làm báo ở hải ngoại. Chúng tôi cũng đã có dịp để theo dõi hết tất cả những hoạt động của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi đã từng theo dõi ông tuyên bố là nhận tội. Cổ nhân mình có nói một câu rằng đốt nhà rồi không thể xin lỗi. Chúng tôi cũng từng nghe chính ông nói rằng không muốn lãnh đạo, giao lại quyền lãnh đạo cho những người trẻ. Ngày xưa khi còn tại chức, ông từng nói một câu rất bất hủ: đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm. Ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng khi một người nào, bất cứ một quân nhân nào, một công dân nào đã tự xét mình có tội thì mình phải hành xử cho đúng cái tội mình đã phạm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, chúng tôi muốn rằng chính ông cũng phải đặt cái vấn đề hãy làm thật sự cái chuyện trao quyền lại cho tuổi trẻ, chứ không phải gây cái chia rẽ trong cộng đồng. Cảm ơn. Tôi không nói gì khác hơn là ông đề nghị, là bởi vì tôi đã đi chỗ này chỗ kia, tôi đã nói rằng không phải tôi nhưng mà cả một cái thế hệ của chúng tôi đây chỉ còn có cái khả năng để rút kinh nghiệm cho cái thế hệ trẻ, và tôi kêu gọi cái thế hệ trẻ phải còn đủ sức lực, đủ tài năng, đủ sáng suốt, đủ nghị lực, phải dám dấn thân và dám chấp nhận dấn thân để lãnh cái trách nhiệm đấu tranh xây dựng lại đất nước và kiến thiết đất nước. Chúng tôi chỉ còn có đủ thời giờ để tham gia vào cuộc đấu tranh mà thôi, mà đấu tranh đó các anh cũng phải tham dự. Còn cái chuyện xây dựng và kiến thiết là cái chuyện của các anh các chị, chúng tôi hoàn toàn rút lui. Và đến đây là một câu hỏi chót, xin vị đứng trước máy ghi âm cho đặt câu hỏi. Kính thưa cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, kính thưa cựu trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và kính thưa quý vị hội trường. Chúng tôi xin tất cả quý vị chặt câu hỏi này tôi được đặt ra thứ nhất là để xóa bỏ, để cho mong được người anh linh của cố thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu để được siêu thoát, và cũng để rửa bớt một cái sự nhục nhằn đối với cộng sản đã chửi rủa chúng tôi trong khi chúng tôi rất lại ở trong cải tạo. Chính mà thời gian này là tổng thống còn tại vị là ông bị giết ngày 21 tháng 4 năm 1975 trước khi Long Khánh thất thủ. Mà câu nói của một người đang là tư lệnh phó của quân đoàn 3, tôi nguyên là đại đội trưởng đại đội 3 của trung đoàn 6 sư đoàn 2 của mình, khi chúng tôi trở về vì sự mang ơn của một vị tư lệnh cứu chúng tôi ở tại Sinôn khi chúng tôi đánh ở mặt trận ở chiến đoàn 8. Nhưng mà hôm nay là vì cái vấn đề khi cái sự chết của thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu ở tại tư lệnh quân đoàn 3, lời tuyên bố báo chí của ở bộ tư lệnh quân đoàn 3 nói rằng thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu lao súng
cây côn bị chết. Mà lúc này là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn tại chức, sau 2-3 ngày nữa mới bàn giao cho Cụ Hương. Mà cách này đều phải biết rõ hơn. Xin Thiếu tướng cho biết rõ thủ phạm và nguyên nhân ai đã giết tướng Hiếu, có phải chăng vì những thủ đoạn thâm độc của Tổng thống để sợ rằng tướng Hiếu về thay Hội đồng An ninh, thay tướng Quang và về nắm để mà khi Cụ Hương lên mà giết tướng Hiếu hay không? Xin cho biết thủ phạm và sự việc xảy ra cho rõ rệt để chúng tôi bớt nhục nhã với cộng sản. Hiếu nào? Thiếu tướng Hiếu. Tôi xin trả lời câu đó. Xin anh hiểu rằng đó, ông tướng Hiếu là một cái người đối với tôi lúc nào tôi cũng có cảm tình, tôi cũng quý trọng, bởi vì tôi cho ông tướng Hiếu là một cái người giỏi, một người ngay thẳng và một người rất là trong sạch. Và tôi quý trọng đến mức mà tôi tính tôi đem về để tôi sử dụng gần tôi. Nhưng mà Cụ Hương nói rằng Tổng thống cho tôi xin ông Hiếu để tôi làm cái vấn đề đến tham nhũng, bởi vì phải có một ông tướng như vậy tôi mới làm tròn cái nhiệm vụ mà bài trừ tham nhũng của Tổng thống giao cho tôi được. Tôi nói thiệt với anh, đối với tôi là một ông tướng như vậy, tôi đã quý như vậy, không có một cái lý do gì mà tôi đi trả thù một cái cách hèn nhát như vậy. Nếu như tôi muốn thay ông, đem ông Hiếu về thay ông Quang, hay là ông Quang thay ông Hiếu, hay là bất cứ một ông tướng nào thay ông nào, giải ngũ một ông tướng nào, cách chức ông tướng nào, lúc đó tôi có quyền, có đủ cái quyền để tôi làm, cũng như là tất cả các tư lệnh vùng, các vị tỉnh trưởng, tôi muốn thay ai tôi thay, tôi không cần gì dùng đến những cái thủ đoạn hạ tiện đó. Cái đó anh có tin này là không tin, nhưng mà lương tâm tôi không có làm cái đó. Qua cái sự mạn đàm của Tổng thống vừa rồi, đây là lần đầu tiên mà chúng tôi thấy Tổng thống xuất hiện sau 14 năm. Vậy xin Tổng thống cho biết quan niệm của Tổng thống, nếu trường hợp một số anh em cựu quân nhân của các hội đoàn tại đây, họ muốn mời Tổng thống tham dự trong một buổi nói chuyện có tình chiến hữu, như Tổng thống đã nói, Tổng thống là một cựu trung tướng, trên vai trò của một chiến hữu, Tổng thống có sẵn sàng đến để sinh hoạt với anh em địa phương hay không? Vâng, tôi sẵn sàng cái chuyện đó, và tôi rất là vui vẻ để đến khi được xác nhận cái chuyện đó. Bởi vì từ đó, từ trước đến nay đó, tôi không có khi nào tôi nói với ai, tôi vận động ai triệu tập cái gì hết. Chỉ có những anh em chiến hữu nào mà nỏ ý tự nguyện muốn tôi đến nói chuyện, dù 5 người, 3 người, dù là tướng lãnh hay là hạ sĩ quan hay là binh nhì, tôi cũng vẫn vui lòng tôi nói hết. Thành thử cái chuyện đó tôi không khi nào, tôi nói thiệt với anh đó, là nhiều khi tôi dè dặt với mấy ông chính trị chứ tôi không có dè dặt với anh em quân nhân chiến hữu đâu. Bởi vì tôi là một người quân nhân, tôi nặng tình với quân đội về anh em đó. Với cái sự khẳng định của Tổng thống, tôi hy vọng rằng tất cả những dư luận, những uất ức hiểu lầm của anh em ngày hôm nay với sự công khai hiện diện trước một đám đông như vậy, tôi tin chắc rằng Tổng thống cũng có những lời để an ủi cho những sự hiểu lầm đó và đánh tan dư luận báo chí mà từ trước đến giờ toàn là tam sao thất bổn. Thì Tổng thống có lời gì để nhắn nhủ với anh em hay không? Dù hiểu lầm hay không hiểu lầm, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng tôi là cái người chịu trách nhiệm hoàn toàn, là bởi vì tôi là Tổng thống và tôi là Tổng tư lệnh tối cao quân đội. Từ ngày tôi vô quân đội đó, có một câu, cái người chỉ huy là cái người nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm. Cái câu đó là lúc nào ở trên đầu nằm cũng có, mà trong quyển sách nào học tác chiến cũng có. Cho nên đối với cấp trên của tôi, hồi xưa tôi phục vụ, tôi cũng quan niệm là cái ông chỉ huy trưởng là cái ông phải nhận lãnh và chịu tất cả trách nhiệm. Đối với cấp dưới của tôi, khi tôi chỉ huy quân đội, tôi cũng nói anh là trung sĩ chỉ huy một tiểu đội,
hay là một hạ sĩ chỉ huy một bán tiểu đội, hay là một thiếu tá chỉ huy một tiểu đoàn, thiếu tá, trung sĩ, hạ sĩ cũng phải nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm cái công việc của mình làm, đối với cái đơn vị của mình làm. Cho nên tôi là cái người đầu tiên tôi tôn trọng cái việc đó nhất, cho nên tôi nhận lãnh trách nhiệm. Còn cái chuyện hiểu lầm thì tôi cũng mong rằng một ngày nào cái hiểu lầm nó cũng có thể đánh tan được. Bởi vì khi cái lầm đó thì tôi nghĩ chắc nó cũng không có tồn tại. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.